Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa, chẳng phải ngã cũng không tan mất, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự chẳng phải ngã cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát chẳng phải ngã cũng không tan mất, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ chẳng phải ngã cũng không tan mất, bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không chẳng phải ngã cũng không tan mất, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt chẳng phải ngã cũng không tan mất, sáu phép thần thông chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật chẳng phải ngã cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết chẳng phải ngã cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất chẳng phải ngã cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn đà la ni chẳng phải ngã cũng không tan mất, tất cả pháp môn tam ma địa chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ chẳng phải ngã cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu chẳng phải ngã cũng không tan mất, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ việt, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa chẳng phải ngã cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp tịch tịnh cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp tịch tịnh thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào là tịch tịnh cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, xá lợi tử, sắc tịch tịnh cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ tịch tịnh cũng không tan mất, nhĩ tí thiệt thân ý xứ tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ tịch tịnh cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới tịch tịnh cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới tịch tịnh cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới tịch tịnh cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới tịch tịnh cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới tịch tịnh cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới tịch tịnh cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới tịch tịnh cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ tịch tịnh cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh tịch tịnh cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội tịch tịnh cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa tịch tịnh cũng không tan mất,
Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự tịch tịnh cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát tịch tịnh cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đạ, mười biến xứ tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ tịch tịnh cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không tịch tịnh cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt tịch tịnh cũng không tan mất. Sáu phép thần thông tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật tịch tịnh cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết tịch tịnh cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất tịch tịnh cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni tịch tịnh cũng không tan mất, tất cả pháp môn Tam Ma Địa tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ tịch tịnh cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu tịch tịnh cũng không tan mất, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa tịch tịnh cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa tịch tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp viễn ly cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp viễn ly thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào viễn ly cũng không tan mất? Thiện hiện đáp, xá lợi tử, sắc viễn ly cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ viễn ly cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ viễn ly cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới viễn ly cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cũng có thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới viễn ly cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới viễn ly cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới viễn ly cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới viễn ly cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới viễn ly cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới viễn ly cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ viễn ly cũng không tan mất. Thánh đế tập diệt đạo viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh viễn ly cũng không tan mất. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội viễn ly cũng không tan mất. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không chốt giáo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa viễn ly cũng không tan mất, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự viễn ly cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát viễn ly cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ viễn ly cũng không tan mất.
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, viễn ly, cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không viễn ly, cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, viễn ly, cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt viễn ly, cũng không tan mất. Sáu phép thần thông viễn ly, cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật viễn ly, cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng viễn ly, cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết viễn ly, cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng viễn ly, cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất viễn ly, cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả viễn ly, cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn đà la ni viễn ly, cũng không tan mất. Tất cả pháp môn tam ma địa viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ viễn ly cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu viễn ly cũng không tan mất. Bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa viễn ly cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa viễn ly cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp không cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp không thì không có tánh, chấm dứt. Khi ấy xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào là không cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, xá lợi tử, sắc là không cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ là không cũng không tan mất, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ là không cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới là không cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới là không cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới là không cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới là không cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới là không cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới là không cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới là không cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ là không cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh là không cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội là không cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa là không cũng không tan mất. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự là không cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát là không cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biên xứ là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ là không cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không là không cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt là không cũng không tan mất.
cho phép thần thông là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật là không cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết là không cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất là không cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là không cũng không tan mất, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ là không cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc phàm phu là không cũng không tan mất, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc phụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thanh văn thừa là không cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa là không cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các pháp là vô tướng cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là vô tướng thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào là vô tướng cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc là vô tướng cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn xứ là vô tướng cũng không tan mất, nhĩ tý thiệt thân ý xứ là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, sắc xứ là vô tướng cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn giới là vô tướng cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhĩ giới là vô tướng cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tỷ giới là vô tướng cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thiệt giới là vô tướng cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thân giới là vô tướng cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sanh ra là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, ý giới là vô tướng cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, địa giới là vô tướng cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ là vô tướng cũng không tan mất, thánh đế tập triệt đạo là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, vô minh là vô tướng cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu thân khổ yêu não là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, cái không nội là vô tướng cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa là vô tướng cũng không tan mất, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn tịnh lự là vô tướng cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tám giải thoát là vô tướng cũng không tan mất, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ là vô tướng cũng không tan mất, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không là vô tướng cũng không tan mất, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, năm loại mắt là vô tướng cũng không tan mất, sáu phép thần thông là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật là vô tướng cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả,
18 pháp Phật bất cộng là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết là vô tướng cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất là vô tướng cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là vô tướng cũng không tan mất. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ là vô tướng cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc phàm phu là vô tướng cũng không tan mất. Bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thanh văn thừa là vô tướng cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa là vô tướng cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.